Tôi là Deadpool. Tôi đến Việt Nam từ 3 ngày trước. Tôi thuê một căn nhà, chuẩn bị rất nhiều thứ cho chiến dịch này. Vì Deadpool không biết tiếng Việt nên trong chương trình này tôi sẽ lồng tiếng cho Deadpool. Rồi, đến phần chính. Lý do tôi đến Việt Nam không còn gì khác là để quảng bá cho bộ phim hành động số 1 thế giới. Cháy nổ, hành động, bắn nhau, những trò đùa không phù hợp cho lắm. Tất cả sẽ có trong Deadpool 2. Đấy, thấy không? Hoành tráng chưa? Nhưng vì làm hoành tráng quá nên hết nó tiền. Thế là bây giờ lại phải tự đi quảng cáo. Theo như tôi tìm hiểu thì ở Việt Nam có 3 cách quảng cáo. Cách thứ nhất là làm viral video. Là như tôi đang làm. Cách thứ hai là quảng cáo trực tiếp. Nào, bình tĩnh đi, cơ hội đến rồi. Đây chính là cách quảng cáo thứ ba, làm việc tốt để được lên báo. Rồi, bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn. Không có gì đó. Đứng lại. Mấy thằng đội mũ đỏ cướp mất tiền của cháu. Thằng dở người kia, mày ra lung tung, bây giờ mày còn cướp tiền của nhà người ta. Đuổi. Bỏ mẹ rồi. Thế là biết lỗi chưa? Mời cậu về. Ê,
rạp xem người hùng lầy lội của các bạn tiêu diệt kẻ xấu nhá. Đừng để người hùng của bạn bị khai tử như Wolverine. Và tiếp tục qua phần 3 nhé. Làm ơn đi mà.